cửa. Cửa nên đặt được trước mặt mặt của ta phải không? Đúng rồi, hôm qua mình làm cái clip video ở trên rừng ấy. Đúng rồi. Sao ngươi biết là... Ô. Không có gì ra không biết cả. Đêm nay, 12 giờ đêm, ngươi hãy để trước mặt lạ ở phòng. Ta sẽ tự mình đến đấy. Hãy chắc chắn rằng 12 giờ đêm ngươi đặt trước mặt lạ ở phòng. Đừng có nói cho ai gì cả. Nếu không, các ngươi chết chắc. Tạm biệt. Sao lại biết? Sao bọn hacker nó giỏi nhỉ? Cái mặt lạ hôm qua sáng phát hiện ra đấy. Đúng rồi, cái hôm qua mấy anh em mình nhặt được cái mặt lạ mà ở cái chỗ... À, chỗ cái bê tông nữa. Đúng rồi. Ôi. Ở trong hầm. Thế mà bây giờ nó gọi luôn này. Nó vừa gọi xong. Thế nào sao biết được em nhặt? Có khi nào đêm nó làm gì em không? Không biết được. Thì đêm nay nó bảo là để mặt lạ trước cổng để nó đến lấy. Nó chỉ đến lấy mặt lạ. Nó đến lấy lại cái mặt lạ mình lấy. Thì hôm qua chúng tôi có làm thử thách ở rừng. Chúng tôi có nhặt được một chiếc mặt lạ hacker. Bây giờ có một tên hacker đã gọi điện đòi lại cái mặt lạ. Các bạn xem lại cái video này, tôi cho các bạn xem lại này. Nó có. Các bạn ơi. Sao mặt lạ hacker lại ở đây? Không có gì, tối hoa mà. Qua đấy. Ôi. Đây. Sao thế nào nó biết mình nhỉ? Mới hôm qua mới nghe mình nhặt được xong mà hôm nay nó đã biết rồi. Đã biết rồi. Tại nhỉ? Thế mà vô lý. May mình kịp lưu lại màn hình rồi này. Sao à? Cái mặt nạ của nó bị vỡ này. Đây. Đâu? Đây. Đâu thế cái mặt nạ hôm qua mình đem về đâu xem có vỡ không? Ê, mặt nạ này vỡ này. Sao thế? Mặt nạ này chắc của nó. Mặt nạ hôm qua của mình không vỡ. Cái mặt nạ này, cái mặt nạ này có lỏng. À. Bây giờ nó đến nó xin mặt nạ mới à? Thế mặt nạ nó đổi lại chứ nó xin gì? Nó đổi lại. Nhưng mặt nạ của nó còn nhìn nghiêng có vẻ bị vỡ một mặt này các bạn này. Được rồi. Thôi cứ kệ thôi. Thì cho nó cái mới. Thì đêm nay. Thì đêm nay chắc phải để mặt lạ. Đâu, mình lấy mẹ con đấy mặt lạ này. Thế sợ các bạn ạ, tiên có hacker gọi điện cho bảo đòi mặt lạ đây nhá. Đây, hôm qua sáng nhận được cái này đấy. Đúng rồi, cái này đấy. Mà cái này đâu có vỡ đâu, cái kia nó bị vỡ mà. À, mặt lạ của nó bị vỡ. Ừ đấy, bị nứt đi. Mặt lạ của thằng hacker nó bị vỡ rồi. Hình như hay là nó, mặt lạ của nó rơi. Mình lúc mình nhặt mình không để ý nhỉ. Hay là chỗ đấy là chỗ ẩn lấp của nó. Ừ, cái thế nhỉ. Nói tóm lại là cái ông hacker này bảo là để cái mặt lạ ở ngoài cổng để đêm nay 12 giờ ông ấy lấy. Ừ. Ông ấy bảo là không được giở trò gì, nếu mà giở trò là ông ấy tất cả anh em mình bị ngoảo. Thế á? Ui sợ nhỉ. Thôi. Đúng rồi. Mình làm gì phải sợ đâu. Mình cứ đàng hoàng mình để mặt lạ ra trước cổng để cho cái thằng hacker lấy. Nhưng mà 12 giờ đêm mà bây giờ để nhớ thằng nào lấy mất 12 giờ đêm ông ấy tới không có mặt lạ ông chém chết. chém chết. Có camera đây này. Nhà tôi có camera. Ok, tôi sẽ đặt mặt nạ ở đây. Đấy. Đấy. Cho camera chiếu thẳng đây. Đấy là đêm nay mình sẽ biết thằng hacker là thằng nào. Ok. Đấy, mình để. Còn bọn nó đi lấy là bọn nó ấy là bọn nó vẫn che mặt lạ đấy. Làm sao mà biết được mặt. Nói chung là mình sẽ quay được cái đoạn hacker nó đến nó lấy. Đây, có camera đây. Mình cứ đặt camera trước đây. Rồi. Nha, nhà camera mình cứ đặt đây. Mình có dám chơi không? Trời, đấm nó. Phục kích bắt luôn hacker. Phục kích bắt luôn. Bắt hả? Bắt luôn nó. Ôi sợ lắm. Bị đâu nó rụng rồi. Nó có hung khí sao? Nó đã bảo anh em mình vào đừng giả trò gì cần gì nữa. Thôi anh em mình cứ đàng hoàng thôi. Bốn anh em mình gậy gộc đầy. Thôi. Đừng hạ thôi. Nói tóm lại là cái này cũng không phải là đồ của mình ý. Vì vậy là mình cứ trả nó thôi. Cứ giả đồng hoàng. Các bạn nào cái này cũng không phải của mình thôi, trả nó thôi. Hacker nguy hiểm lắm. Đêm này sẽ ra để nha. Còn bây giờ nếu để đây ban ngày á, 1m2 tầm 8 thằng ăn trộm, nhưng Vinh này để đây là một lúc sau là mất ngay thôi, cất đi. Thử đeo mặt lại cơ xem đi nào. Không, anh Dưỡng đeo trong không giống hacker thế nào.
cơ mà mặc đồ đen mới giống, đồ đen thì mà giống. Ừ, tao lấy cô đi. Đây hacker kìa, anh em đã bắt. Thế nào hôm nay hacker gọi điện cho lại trời giông bão rồi mưa lại. Này có điểm báo vậy chăng? Điểm sợ lắm. Xem đêm này ai là hacker nhá các bạn nhá. Đêm nay tôi sẽ bắt hacker luôn. Bắt được nhá. Hay là đêm nay bắt hacker, bắt ra luôn. Xem nó là thằng nào. Nhiều các bạn cứ tò mò biết hacker là ai, chúng tôi có biết hacker là ai đâu. Nhớ đâu tôi chỉ sợ nó mang hung khí. Có hacker nó mang súng này, mang kiếm này. Điền, anh có võ mà sợ gì? Có võ anh, mà võ nó có súng nó bắn bùng cái là chết à. Anh còn có cào cào. Thôi, tốt nhất là trả cái mặt lạ này lại, chứ cái mặt lạ cũng không phải là của mình. Ô, mình trả lại. Thôi đêm nay nhá, đêm nay mang trả lại nhá. Bây giờ cũng là gần 12 giờ rồi. Thì chúng tôi chuẩn bị giao cái mặt lạ hacker này cho cái ông hacker. Thì tôi lấy ra một ý tưởng, đó là không đưa mặt lạ cho ông hacker nữa, mà là cho luôn ông hacker. Ý tưởng cho hacker của tôi là như này. Thì thay vì đặt cái mặt lạ hacker vào trong cái hộp này, thì tôi sẽ đặt cái bẫy chuột này vào trong cái hộp này, cho ông hacker luôn. Đấy, tức là mình không trả cái mặt lạ nữa, cho ông ấy luôn để xem phản ứng của ông hacker như nào. Đấy, bây giờ anh em mình sẽ tiến hành ra đặt đặt luôn. Phát này cái ông hacker gãy ngón tay, nếu mà thò tay vào. Đấy. Thay vì đặt cái mặt nạ hacker thì tôi sẽ cho ông đấy bằng cái bẫy chuột nhá, ok nhá các bạn nhá, xong rồi nhá. Thì bây giờ sẽ chờ đến 12 giờ để xem ông đấy. Không biết từ trước nay có ai cho hacker không nhỉ? Không sao, gì có ai đâu, tròn luôn, sợ gì anh em mình. Mấy anh em mình không phải sợ. Thế bây giờ chúng tôi sẽ lên nhà và theo dõi camera ở trên nhà. Hồi hộp quá các bạn ơi, không biết thằng hacker nó có bị dính bẫy chuột của tôi không. Chúng tôi vẫn chờ đây. Thì bây giờ đang là 11:30 rồi, gần 12 giờ đêm rồi, chúng tôi đang chờ đây. Khả năng là thằng hacker đúng giờ, đúng 12 giờ nó mới đến. Bây giờ 11:30 vẫn chưa thấy gì. Mà thế nào hacker đến nhà mình cũng sợ sợ nhỉ. Nhớ lần sau cho nó, lần sau nó trả thù. Nó chém. Em sợ. Sợ gì? Cứ chon đi, sợ gì? Khi nào mà cái thằng hacker nó trả thù thì anh em mình xin lỗi. Xin lỗi. Chém rồi xin lỗi. Chon thì anh bắt sống nó thì bắt được nó thì nó đừng rút súng ra nó bắn cho tù đâu. Cứ coi như clip này là chon thằng hacker đi đấy. Xem phản ứng của thằng hacker khi bị bẫy chuột nó dính tay như nào, mất ngón tay luôn. Ok thì bây giờ thôi, chúng tôi lại chờ tiếp. Sốt ruột quá, nóng lòng. Tải nhỉ, sao nó thích hoạt động 12 giờ đêm? Đêm không ai qua đi. Ừ, hay là anh em mình tắt điện đi nhỉ? Ừ, tắt điện đi, tắt điện đi. Sau 12 giờ anh em mình tắt điện đi. Không biết ông hacker đến mấy người. Nếu mà đến một người thì không sợ, mà ông đấy dắt theo tầm 3-4 mạng nữa. Đến nữa thì chắc là mấy em mình chắc chạy gấp, chắc trèo lóc nhà trốn. Thật. Mong là ông ấy đến một mình các bạn ạ. Tay dài túm đến rắc cái phẳng hiu. Sắp 12 giờ rồi các bạn ạ. Không biết cái thằng hacker này có đúng giờ không, chứ bây giờ là chuẩn bị 12 giờ rồi. Nếu mà 12 giờ nó không đến thì nó là thằng nói phép. 12 giờ 1 phút rồi. Thế thì chưa đến. Chắc thằng này sợ không dám đến, hacker sợ anh em mình đấy rồi. Lần này đây là hơn 12 giờ rồi mà hacker vẫn chưa đến. Thế là cái thằng hacker này, thằng hacker fake rồi. Không phải là hacker thật rồi. Các bạn là hơn 12 giờ rồi mà hacker chưa đến. Chứng tỏ thằng này nó nói phép. Kìa kìa. Ui. Đấy. Ui. Đấy. Tới thật mà. Ui này. Ui nó đi đâu này. Ui đi đâu đây. Ui. Đấy, đến cổng kìa. Ui nó vào cổng, nó tìm bắn lạ. Ui nó tìm bắn lạ. Đâu rồi. Ủa. Nó đang tìm. Nó đang đi loanh quanh này tìm mặt lạ ấy các bạn hiểu không? Đây, nó ra đây, nó nhìn này. Đấy, đấy, nó nhìn cái... Đấy, nó thấy rồi. Nó thấy cái hộp rồi. Đúng rồi, chết rồi. Ây, dính rồi. Giật tay rồi. Dính bẫy chuột rồi. Á, dính bẫy chuột rồi. Ui,
Nó lừa nhìn, nó nhìn mày khoe này. Ôi trông nhìn mắt ôi, ghê ghê mắt ghê. Ôi cái mặt nhìn ghê thế. Ôi thấy cam rồi, thấy cái ôi rất bậy chuột cho vứt đi. Ôi vì em sợ thế. Ôi nó đi mất rồi, không biết nó quay lại em nhỉ. Đuổi anh em mình đuổi theo đi. Đuổi theo đi. Không, giờ ra xem nó giờ cứ ra đuổi theo. Có cần gậy không? Thôi chết, đuổi. Bây giờ đuổi theo nó xem nó lại. Đi nhanh, nó đi mất rồi. Nhanh. Hay cửa hả? Đâu rồi? Đâu? Kìa, bù nó vào đường kia. Đuổi. Đuổi. Phục kích anh em rồi. Hả? Ấy, là vợ, nó gọi đồng đội đấy. Nó báo hiệu ấy. Hôm nay cho hacker đến được rồi. Không đuổi theo nó làm gì, thôi về sợ lắm. Thánh thủ được rồi, sao biết rồi. Ui, sợ đấy. Ui, bé. Chúng tôi chỉ dám đuổi một đoạn thôi chứ không dám đuổi xa ấy. Em lúc đây em nhìn thấy mắt của nó xanh đắt, nhìn sợ thật đấy. Sáng trưng cơ. Nói chung là chỉ căn bản là đêm rồi, chỉ em đuổi một đoạn thôi, sợ bọn hacker nên nó phục kích thì có đồng đội thì chết. Mệt thế. Nhưng trông nó có quay lại không nhỉ? Thôi đêm nay các anh em mình phải canh nhau thức để trông nhà, không thì nó đến nó dỡ nhà mình đi. Không biết đi nhỉ. Không, trên thế giới là chưa ai cho hacker đâu, chỉ có mỗi anh em mình cho thôi. Ui sợ nhỉ. Làm gì ai dám động vào hacker đâu anh. Sáng chu tội to nhất là ai mà mày nhặt cái mặt lạ đấy về. Sáng chu vừa nhưng mà tự nhiên thấy ở đấy chẳng nhặt. Thế nhặt cái mặt lạ ở rừng mang về, thế thì nó chẳng phải theo về đến tận nhà. Ủa kêu nó là ma ấy. Thế sáng chu vừa chạy. À đúng rồi, bây giờ thử xem cái bẫy chuột đấy, xem nó có bị cụt con tay không. Thấy nó giật ra một cái mà xem có bẫy chuột đâu, nó giật ra nó vứt đâu. Có làm sao đâu tài này, sao nó không làm sao nhỉ? Không làm sao đâu, sập rồi. Bẫy chuột sập rồi này, thế mà nó không bị đứt ngón tay nhỉ? Cái bẫy hàm như này mà không bị đứt ngón tay nhỉ? Tài nhỉ? Hay là ma thật? Là ma, chảy máu tay. Nếu mà là ma thì không chảy máu, không không bị cụt ngón tay cũng không bị làm sao hết. Tính theo là ma. Là ma làm sao nó gọi điện được? Ôi ghê thế, thôi không phải ma đâu, thôi em đi vào nhà. Thôi đi vào nhà, ghê sợ lắm. Sợ lắm. Ôi mang cái hộp một mang vào. Nhanh anh giữ ơi, đây là xong rồi. Vào thôi, tôi chào các bạn. Chào các bạn. Không quay clip nữa, đến đây thôi. Cảm ơn các bạn xem clip của chúng tôi nhá. Sợ lắm rồi, thôi bây giờ đi vào nhà đi. Khóa cổng anh con, khóa cổng anh nhanh. Đi khóa cổng vào, nhanh lên. Nhanh nó vào đấy. Cảm ơn các bạn xem clip của chúng tôi nhá. Hẹn gặp các bạn ở các clip tiếp theo nhá. Xin chào các bạn. Ôi trời ơi, đêm nó không ngủ đâu. Khóa cổng vào. Cổng vào thôi, đi vào nhà. Đi vào nhà. Nhanh sáng vào nhanh, anh đóng cửa nhanh. Sáng chu vừa chạy ra tháng chín. Không phải kiểu những cái hacker này không biết là ma không hay không biết là người. Sao nó cứ quay lại nhỉ? Cứ có gại chỉ em này. Đâu có nhìn thấy cái chỉ em. Không, sợ máy quay không nhìn thấy đâu. Thế á? Máy quay không nhìn đâu, chỉ anh em nhìn thấy đâu. Cạnh là hacker nó chạy xa, nó chỉ này. Ừ, thế em. Chỉ bọn mình nhìn thấy thôi, còn các bạn là kiểu như hacker chạy xa quá rồi mày quay không quay được. Không quay được nhưng mà. Nhưng mà lúc nó quay lại nó cứ chỉ nó kiểu như gọi lên đây ý. Hay là ma dụ. Ừ. Em nhìn sợ lắm. Thôi đi ngủ rồi. Sợ lắm. Bình trong đi. Không, tranh nghe. Bây giờ anh em mình chia ra. Mình nằm đây trong nhà trước, mỗi người trông vài tiếng tiền sáng. Đấy, nằm im đấy. Trông nhà đừng có mà ngủ. Không ngủ nhá. Quay rồi đấy. Có gì gào lên nhá. Sao gào lên anh em còn biết.